yêu tộc xâm lấn, làm cho người ta mang đến thương tổn quá lớn. Đối với bằng hoàng, tinh chiếu đế quân, huyền nguyệt nương nương thúc đẩy chiến tranh, mạnh xuyên tự nhiên muốn chém giết, trong đó tinh chiếu đế quân cùng huyền nguyệt nương nương là phi thường dễ dàng triệt để đánh chết, ngược lại bằng hoàng khó giải quyết nhất, mạnh xuyên nhằm vào bằng hoàng, cũng định ra kế hoạch. Bằng hoàng rời khỏi hà hệ thiên phong, trở lại tam loan hà hệ, hao phí ước chừng một năm, nó chạy đi dựa vào càng nhiều hơn là thiên phú của kim sĩ sí đại bằng điều, muốn đột phá thiên phú cực hạn ngược lại rất khó, cho dù đột phá cực hạn đạt tới tứ cấp cảnh, chạy đi cũng nhiều nhất nhanh hơn gấp 3 năm lần, mạnh xuyên thầm nghĩ. Mà giờ phút này nó lại nhanh hơn 10 lần. Hẳn là tuyết ngọc cung chủ mang theo nó chạy đi, mạnh xuyên phán đoán. Tiếp tục tu luyện đi, chờ đạt tới nguyên thần ngũ kiếp cảnh, mới là thời điểm động thủ, mạnh xuyên tiếp tục luyện hóa cải tạo trận pháp thiên sơn tinh. Tâm linh tu vi, cảnh giới sớm đã đủ, nhưng nguyên thần chi kiếp lần thứ năm vẫn không hàng lâm hắn sợ sợ khi đi ra ngoài đối phó bằng hoàng thời khắc mấu chốt nguyên thần chi kiếp hàng lâm vậy liền trận tròn mắt vì vậy chờ đợi thời gian trôi qua trở về quê hương của tam loan hà chớp mắt đã được một năm rưỡi trong lãnh thổ tam loan hà hệ cũng có từng cái hỗn động mạnh xuyên chọn một tòa hỗn động siêu lớn làm nơi tu luyện trường kỳ ảnh hưởng của hỗn động đối với tâm linh hoàn toàn được mạnh xuyên coi là tu luyện tâm linh hà mạnh xuyên quanh chân ngồi ở sâu trong hỗn động bỗng nhiên trong bóng tối cảm giác được thiên kiếp sau khi thở dài sắp hàng lâm lúc này bước đi thời gian dừng lại mạnh xuyên vào giờ này nhanh chóng phi hành thiên kiếp cũng tạm thời đình chỉ hàng lâm nhanh chóng đến trong hư không bên ngoài hỗn động sau đó ném tù ma lao ngục xuất hiện bên cạnh trực tiếp trốn vào trong tù ma lao ngục mà tù ma lao ngục thì che giấu biến mất áo trong tù ma lao ngục mạnh xuyên quanh chân ngồi thời gian cũng khôi phục lưu động trở về quê hương hơn một năm, lại tu luyện ở thương nguyên giới, lại tu luyện ở hỗn động, chỉnh thể cũng trôi qua ước chừng 80 năm, 80 năm này, Mạnh Xuyên đều vượt qua ba kiếp trước thân thể kiếp, mỗi năm một lần, mà dựa theo thời gian ngắn nhất, lần thứ tư thân thể chi kiếp, ít nhất phải mất khoảng 20 năm mới có thể đến. Kỳ thật thân thể kiếp, đối với Mạnh Xuyên thực lực trợ giúp rất nhỏ. Nguyên sơ đế quân viên mãn thời điểm, hắn liền sánh ngang ngũ kiếp cảnh, liên tục vượt qua ba kiếp trước, đối với thân thể cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉnh thể thực lực tăng lên đều không tới một thành. Oanh! Lần thứ năm nguyên thần chi kiếp giáng lâm. Chân thân ở quê nhà, nguyên thần phân thân chấn thủ ở yêu thánh thông đạo, chân thân vực ngoài vực ở hỗn động, phân thân nguyên thần ở thiên sân hành, tất cả đều lâm vào nguyên thần chi kiếp. Nếu như là kiếp nạn thân thể lần thứ năm, Mạnh Xuyên vẫn có nắm chắc, bởi vì kiếp nạn thân thể, chỉ khảo nghiệm thân thể, lấy tuyệt học cực hạ đế quân làm căn cơ, tuyệt đối là chịu được khảo nghiệm. Nhưng lần thứ năm nguyên thần chi kiếp, mạnh xuyên liền không nắm chắc bởi vì nguyên thần chi kiếp càng khảo nghiệm tâm linh tâm hồn rất khó để nói mặc dù cho rằng tu vi tâm linh của mình đủ cao nhưng cũng không nhất định chịu được kiếp nạn nguyên thần kiếp cảnh đại năng ở trong nhất kiếp cảnh nhị kiếp cảnh nguyên thần kiếp cảnh còn rất nhiều nhưng càng về sau số lượng nguyên thần kiếp cảnh lại càng thưa thớt giống như lục kiếp cảnh đại năng trong 10 người phải có bảy tám người đều là thân thể kiếp cảnh nguyên thần chi kiếp mạnh xuyên chờ đợi vì lần độ kiếp này hắn chuẩn bị phi thường sung túc, thậm chí không tiếc đại giới đi luyện chế bí bảo thế giới. Bí bảo thế giới là duy nhất của nguyên thần kiếp cảnh, bởi vì nguyên thần thế giới vốn là hư ảo hàng lâm, mà thế giới bí bảo có thể làm cho nguyên thần thế giới càng thêm chân thật, ảnh hưởng đối với thế giới chân thật có thể tăng lên mấy lần, quy lực của nguyên thần thế giới tự nhiên cũng có thể tăng lên mấy lần, thực lực chính diện tự nhiên toàn phương diện tăng lên. Dầm dầm, mạnh xuyên trong thức biển, một quyển tranh lơ lửng, Mạnh Xuyên Nguyên Thần khoanh chân ngồi trên bức tranh. Quyển tranh này chính là bí bảo thế giới. Oanh, Nguyên Thần chi kiếp Hàng Lâm xông vào Nguyên Thần Mạnh Xuyên. Họa quyển cùng Nguyên Thần nhất thể, đồng dạng ngăn cản Nguyên Thần chi kiếp, làm cho Nguyên Thần chi kiếp uy lực giảm bớt không ít. Nguyên Sơ Sơn, động thiên các. Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên. Tân Ngũ tràn đầy vui mừng đi tới hậu viện, lại không nhìn thấy Mạnh Xuyên. Điều này làm cho tần ngũ có chút nghi hoặc. Người đâu? Chi, cửa phòng xa xa mở ra, Mạnh Xuyên đi ra. Mạnh Xuyên, tần ngũ cười đi qua, nhưng dần dần nụ cười của hắn biến mất, có chút trịnh trọng nhìn Mạnh Xuyên. Lúc này Mạnh Xuyên, ánh mắt đều tràn đầy mệt mỏi, cố gắng nạn ra một tê tư tươi cười. Vừa mới vượt qua kiếp nạn nguyên thần lần thứ năm. Nguyên thần chi kiếp lần thứ năm, tần ngũ giật mình vạn phần, người thành nguyên thần ngũ kiếp cảnh vốn tưởng rằng chuẩn bị đầy đủ tâm linh tu hành của mình coi như không tệ nhưng vẫn phải chịu khổ lớn mạnh xuyên tự giễu nói nguyên thần chi kiếp của người gặp phải cái gì tân ngũ hỏi dựa theo hồ sơ tông phái ghi lại mỗi thiên kiếp nguyên thần kiếp cảnh gặp phải đều có khác nhau thiên kiếp sẽ nhắm vào nhược điểm tâm linh của người tu hành càng về sau càng đáng sợ thậm chí nguyên thần kiếp cảnh thiên kiếp không cách nào kéo dài Điều này đều dẫn đến số lượng đại năng lượng nguyên thần kiếp cảnh cấp cao so với thân thể kiếp cảnh ít hơn. Cả phải cái gì? Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Cái gì cũng không gặp được. Cái gì không gặp phải, tần ngũ nghi hoặc. Ý thức của ta đi vào một mảnh hư vô, Mạnh Xuyên nói. Cái gì cũng không có, nhìn không thấy bất kỳ cảnh sát nào, không nghe được bất kỳ thanh âm nào, không cảm thụ được bất kỳ quy tắc ảo dượng nào, chỉ biết là đã trôi qua thật lâu thật lâu giống như một triệu năm một trăm triệu năm thậm chí lâu hơn ta không biết chính xác bao lâu nó đã trôi qua trong ánh mắt mạnh xuyên tràn đầy mệt mỏi mặc dù từ thời thơ ấu trải qua hoạn nạn tâm bị tôi luyện giống như đau phong có thể chém ra hết thảy trở ngại thậm chí ngay cả ảnh hưởng của hỗn động đối với tâm linh hắn cũng có thể phá vỡ nhưng thời gian trước thời gian mọi thứ dần trống rỗng cô được tra tấn vô tận mạnh xuyên chỉ có thể không ngừng hồi tưởng lại sinh mệnh cảm động nghĩ đến phụ thân mẫu thân, thế tử rất nhiều người đang chờ mình, nhưng vẫn quá mệt mỏi. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Vượt qua rồi, Mạnh Xuyên tự giễu cười. Trong quá khứ ta luôn cảm thấy, sinh mệnh có thể vượt qua thời gian, nhưng thật sự trải qua thời gian, mới phát hiện mình tu hành vẫn là không đủ. Nếu nguyên thần chi kiếp này lớn hơn gấp đôi, gấp 10 lần, ta chỉ sợ cũng sẽ ý thức triệt để mơ hồ, triệt để sụp đổ đi. Kinh nghiệm thực sự, để thực sự cảm thấy sự khủng khiếp của thời gian, nghe lời ngươi đó thực sự là một nhà tù thời gian tần ngũ cũng có chút rung động nhìn không thấy nghe không thấy cái gì cũng không có hơn nữa thời gian cơ hồ không có điểm cuối ta tự hỏi ta tuyệt đối không chống cự được may mắn nguyên thần chi kiếp lần thứ sáu cách ta còn rất xa mạnh xuyên nói hắn tu hành cảnh giới cách lục kiếp cảnh còn kém rất nhiều hắn còn có thời gian dài đi chậm rãi tích lũy không ngừng tôi luyện chính mình để thăng chính mình ta cũng mười một vạn năm thọ mệnh có đủ thời gian tu luyện tâm linh mạnh xuyên cũng quyết định ở tâm linh tu hành hao phí nhiều tâm tư hơn nếu tâm hồn thiếu sót mặc dù miễn cưỡng đạt tới cấp độ lù kiếp cảnh lần thứ sáu nguyên thần chi kiếp hàng lâm chính mình cũng không nhất định chịu được hắn thọ mệnh rất dài nguyên sơ đế quân sau lại vượt qua thân thể tam kiếp nguyên thần ngũ kiếp thọ mệnh từ mười vạn năm chậm rãi tăng lên đến mười một vạn năm thiên sơn tinh sâu trong dãy núi liên biên trong một tòa động phủ mạnh xuyên quanh chân ngồi trong tĩnh thất từng hạt châu trong suốt vờn quanh đây chính là bí bảo thất kiếp cảnh thập tam hoàn vũ châu cũng là thương nguyên tổ sư bảo khố thích hợp nhất cho mạnh xuyên hoàn vũ châu bí bảo thất kiếp cảnh dung hợp thời gian không gian ảo diệu có thể làm cho mạnh xuyên tận tình phát huy trong bảo tàng thương nguyên tổ sư đều là lấy ba hai phương vực ngoại vực nguyên tinh giá cả đổi luận giá trị so với bảng minh tiền bối thất kiếp cảnh hồ lô đều cao gấp đôi nếu ở bên ngoài bí bảo bực này muốn mua cũng rất khó mua gần như rồi mạnh xuyên lật bàn tay xuất hiện tù ma lao ngục bên trong tù ma lao ngục bày một cái tám thi thể thôn tinh xà giờ phút này chảm yêu đao cắm vào thi thể bắt thủ thôn tinh xà chảm yêu đao mạnh xuyên tu hành hơn một ngàn năm trường kỳ mang theo bên người vẫn mang thai chảm yêu đao cũng theo mạnh xuyên trưởng thành nó có thể nói là thần binh phù hợp nhất với mạnh xuyên so với bản bệnh luyện khí tu luyện huyết nhận bàn còn hơn một bậc dù sao cũng là thần binh mình đã thanh nghén bồi dưỡng trong thời kỳ nhỏ bé Mạnh xuyên cũng lấy ảo rượu quy tắc đào vô tận làm hạch tâm chảm yêu đào để cho nó trưởng thành. Chảm yêu đào cũng tăng lên tới cấp độ thần binh kiếp cảnh, chỉ là nó cần đủ ngoại lực tăng nhanh. Một cỗ thi thể bắt thủ thôn tinh xà này huyết nhục đủ nhiều, đủ chảm yêu đào cắn nuốt. Chảm yêu đào cũng đạt tới ngũ kiếp cảnh cấp độ, Mạnh xuyên có thể cảm ứng được. Tám đầu thôn tinh xà bị cắn nuốt gần một nửa huyết nhục, chảm yêu đào cũng hoàn toàn no rồi. Mặc dù là bí bảo ngũ kiếp cảnh, nhưng dưới thời gian dài thai ngén tu luyện. Thanh trảm yêu đao này nằm trong tay Mạnh Xuyên, so với bí bảo lưu kiếp cảnh bình thường uy lực còn lớn hơn một chút. Cận chiến, viễn công đủ loại bảo vật, đã sớm chuẩn bị tốt. Đã đến lúc xuất phát, đi tìm bằng hoàng, Mạnh Xuyên đứng dậy, lật tay trảm yêu đao xuất hiện trong tay, cắm vào vỏ đao, đeo ở bên hông, lập tức đi ra khỏi tịnh thất. Trong động phủ đại điện, Cao Phương, Triệu Hồng Tụ, Thanh Cổ Tôn Giả cung kính vô cùng. Ta sẽ đi ra ngoài trong tương lai gần, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Ta sẽ lưu lại nguyên thần phân thân tọa chấn thiên sơn tinh, chỉ là từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi không được rời khỏi thiên sơn tinh. Ân, Cao Phương, Triệu Hồng Tụ, Thanh Cổ Tôn Giả đều ngoan ngoãn đáp, không dám làm trái chút nào. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Nguyên thần phân thân của mình, mượn trận pháp của thiên sơn tinh, là chiếm cứ địa lợi tuyệt đối, cho dù là mấy gã ngũ kiếp cảnh đại năng giả liên thủ cũng đừng mơ tưởng công phạt thiên sơn tinh nhưng rời khỏi thiên sơn tinh nguyên thần phân thân liền yếu đi một chút bởi vì mạnh xuyên đến nay phèn vẹn chỉ luyện chế một kiện thế giới bí bảo do vực ngoại chân thân mang theo thật sự là luyện chế đại giá quá lớn một kiện liền hao phí hơn ba ngàn phương vực ngoại vực nguyên tinh bảo vật thân thể kiếp cảnh đại năng hao phí ngoại vực nguyên tinh nhiều nhất là thân thể của mình đem thân thể tu luyện sánh ngang với bí bảo cường đại cái giá phải trả so với luyện chế bí bảo cao hơn gấp mười lần đại năng lượng nguyên thần kiếp cảnh hao phí lớn nhất chính là bí bảo thế giới thân thể ngũ kiếp cảnh, tu luyện ra thân thể cường hoành vô cùng, ít thì hai ba ngàn phương vực ngoại vực nguyên tinh, nhiều thì bất định. Mạnh xuyên là đế quân cực hạn tuyệt học làm căn cơ, trực tiếp hấp thu nguyên sơ chi thạch tu luyện mà thành. Trước sau, quê hương chân thân, ngoại vực chân thân cộng lại cũng hào phí hơn năm ngàn phương, trung bình một tôn chân thân mới hơn hai ngàn phương, coi như phải trả giá ít. Giống như đám người hắc long lão tổ, tu luyện thân thể cường đại, đều là đi rất nhiều đường vòng, trả giá rất lớn ngũ kiếp cảnh đại năng tuy rằng có thể nói là không chết nhưng nếu tổn thất một tôn phân thân cái giá phải trả cũng là thật lớn mạnh xuyên thầm nghĩ chính mình một pho chân thân ngoài vực thân thể nguyên thần bí bảo bí bảo thất kiếp cảnh thập tam hoàn vũ châu huyết nhận bàn và mấy kiện bí bảo lưu kiếp cảnh một khối huyết nhục của hắc ám khổng tước thất kiếp cảnh mấy ngàn phương vực ngoài vực nguyên tinh hư không di phù đủ loại cộng lại nếu chết trận một lần tổn thất chính là ước chừng hai vạn phương bất quá địch nhân muốn giết cũng khó là thân thể kiếp cảnh nguyên thần kiếp cảnh song tu lại có bảo vật thương nguyên tổ sức bảo tàng luận năng lực bảo vệ tính mạng mạnh xuyên tuyệt đối thuộc về người nổi bật trong ngũ kiếp cảnh đi thôi véo mạnh xuyên dĩ nhiên rời khỏi thiên sơn tinh rất nhanh tiến vào thời không trường hà đầu tiên là đi thẳng đến tuyết ngọc cung một lát sau mạnh xuyên đi tới mảnh hư không của tuyết ngọc cung nhìn phía trước trống rỗng một mảnh hư vô tuyết ngọc cung không còn nữa tuyết ngọc cung chủ mang theo động phủ rời đi. Xem ra, đích xác như ta phỏng đoán, tuyết ngọc cung chủ mang theo bằng hoàng cung thủ hạ, rời khỏi tam loan hà hệ, mạnh xuyên theo nhân quả cảm ứng, tập trung vào vị trí bằng hoàng. Bọn họ đến ngu phương hà hệ, thân ảnh với động, lúc này đi trên sông dài thời không, chạy về phía hà hệ ngu phương. Hơn nửa năm trước ở mạnh xuyên thành nguyên thần ngũ kiếp cảnh, tuyết ngọc cung chủ đã sớm đến trong lãnh thổ ngu phương hà hệ của thần nữ hà vực ở một mảnh yên tĩnh hư không trong hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng. Tuyết Ngọc cung chủ mặc một bộ áo bào màu lam nhạt, khuôn mặt lạnh như băng, tự nhiên tản ra hàn khí tràn ngập chung quanh, mà ở một bên là một lão giả lưng gù, lão giả lưng gù có con ngươi màu xám cho, nhếch miệng cười, chỉ là xương đen vô hình lại lấy hắn làm trung tâm tràn ngập chung quanh. Tôn giả cấp, đế quân cấp phần lớn đều có lĩnh vực của mình, Tuyết Ngọc cung chủ cùng gù lưng lão giả làm thân thể ngũ kiếp cảnh đại năng, đồng dạng có lĩnh vực bản thân, tựa như khi mạnh xuyên tu luyện thành nguyên sơ đế quân lĩnh vực hỗn động cũng tiến hóa thành nguyên sơ lĩnh vực mạnh hơn thân thể nhất mạch chính là như thế thân thể phảng phất như hạch tâm thế giới phóng xạ dạ tự nhiên ảnh hưởng bốn phương hình thành lĩnh vực lĩnh vực đế quân bình thường là phạm vi ngàn dặm lĩnh vực đại năng của kiếp cảnh thân thể lại dao động từ mấy ngàn dặm đến mấy vạn dặm lĩnh vực như thương nguyên tổ sư cũng vẻn vẹn chỉ có phạm vi sáu vạn dặm phạm vi là tương đối nhỏ phạm vi nguyên thần thế giới của nguyên thần kiếp cảnh phần lớn lớn hơn nhiều Tuyết Ngọc lão đệ, vị trí động phủ không tính sai chứ. Chúng ta ở đây cũng đợi nửa tháng, cái gì cũng không có. Lão già lưng gù ghẽ như mày, cầm lệnh bài không trọn vẹn trong tay, cẩn thận dò xét hư không chung quanh. Ta đã tính toán ít nhất 10 lần và sẽ không bao giờ sai. Tuyết Ngọc cung chủ lạnh nhạt nói, tràn ngập lòng tin. Vậy tại sao còn không tìm được động phủ? Lão già lưng gù nói. Động phủ này, đi du lịch không đồng thời, chỉ có vào thời điểm đặc thù mới có thể hiện ra ở chỗ này, tuyết ngọc cung chủ lạnh nhạt nói. Động phủ sắp tới sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ ở chỗ này ước chừng một năm, kiên nhẫn chờ là được. Lão già lương gù vừa nghe không khỏi lộ ra tươi cười. Vẫn là tuyết ngọc lão đệ ngươi lợi hại, tuyết ngọc cung chủ lười để ý tới. Nếu không phải đối phương cũng đạt được một nửa lệnh bài, hắn căn bản sẽ không để đối phương gia nhập. Ngay tại song phương kiên nhẫn chờ đợi, bỗng nhiên một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở một mảnh hư không này hơn nữa hướng nơi này bay tới. Ừm, lão già lưng gù, tuyết ngọc cung chủ sắc mặt khẽ biến. Người tiết lộ tình báo ra ngoài, tuyết ngọc cung chủ nhíu mày, nhìn chằm chằm lão già lưng gù. Không có, ta và ngươi đều lập ước định, ta sao dám vi phạm hứa hẹn, lão già gù gù liền nói. Tuyết ngọc cung chủ cao mày, đến cảnh giới của bọn họ, càng thêm để ý nhân quả, một khi đã hứa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vi phạm. Hai chúng ta ẩn dấu hư không này, hắn không thể tìm thấy chúng ta, lão già lương ngủ nói, vừa dứt lời. Xoạt, vị thần bí nhân kia phá vỡ trở ngại, trực tiếp bay về phía lão già lương ngủ, tuyết ngọc cung chủ. Thần bí nhân này có chút nhỏ gầy, trực tiếp bay tới. Hai người các ngươi sao lại ở đây, nam từ thần bí có chút nghi hoặc thoáng nhìn thấy lệnh bài không trọn vẹn trong tay lão giả lương ngủ, bừng tỉnh nói. Hai người các ngươi vừa vặn góp thêm một phần lệnh bài hoàn chỉnh ngươi là ai? Tuyết Ngọc Cung Chủ, lão già lưng cù nhìn trăm trăm năm tử thần bí. Nam tử thần bí mỉm cười, phía sau lại hiện ra một hư ảnh huyết sắc dị thú khổng lồ. Tu La Giới, Tuyết Ngọc Cung Chủ, lão già lưng gù âm thầm giật mình. Tu La Giới chính là một trong những thế giới cao cấp. Mặc dù thời không dài sông, thế giới cao cấp cũng vô cùng thưa thớt, bởi vì mỗi một tòa thế giới cao cấp đều là trong lịch sử sinh ra qua bắt kiếp cảnh đại năng, hệ thống tu hành thân thể tu hành của Tu La Giới được xưng là tu la nhất mạch, trong thời không trường hà đều thuộc về rất nhiều hệ thống thân thể xếp hạng hàng đầu, ưu thế như tu la nhất mạch. Tinh không nhất mạch chính là có tính phổ quát, hơn nữa từ nhỏ yếu đến kiếp cảnh đều có chỉ dẫn tỉ mỉ, hỗn động cảnh của mạnh xuyên, nguyên sơ cảnh nhìn như càng cường đại hơn, nhưng đó là lấy cực hạn tuyệt học làm căn cơ, không có tính phổ quát. Hai người có thể tìm được nơi này, cũng coi như các ngươi và nơi này có duyên, tiểu nam từ gầy lạnh nhạt nói. Sau khi tiến vào động phủ, có thể có bao nhiêu thu hoạch toàn bộ đều xem thủ đoạn của mình lão già lưng gù tuyết ngọc cung chủ lướt nhau cũng khẽ gật đầu một vị ngũ kiếp cảnh cường già đến từ tu la giới lại không có nắm chắc đánh chết hai người bọn họ chỉ có thể tạm thời nhịn luận bối cảnh lão già gù lưng và tuyết ngọc cung chủ cũng không quá để ý lấy thực lực của hai người bọn họ tự nhiên sớm đã gia nhập thế lực đứng đầu trong thời không trường hà kiếp cảnh thế giới cao cấp đại năng đối với bọn họ cũng không có lực uy hiếp vị này là tuyết ngọc cung chủ ta thì được người ngoài gọi là hắc phong lão ma không biết nên xưng hôn người như thế nào lão già lưng gù nhếch miệng cười nhìn nam tử thần bí ta gọi ta là mân cổ là được rồi thần bí tiểu nam tử gầy tùy ý nói sau khi từ động phủ đi ra ta sẽ rời khỏi thần nữ hà vực chúng ta có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa tuyết ngọc cung chủ rất lạnh lùng nam tử thần bí mẫn cổ cũng lười nói nhiều lão già lưng cù dù có nhiệt tình đến đâu cũng chỉ có thể ngậm miệng lại đẳng cấp này chính là hơn nửa tháng. Dầm dầm, phiến hư không này có chút vạn vẹo, nếu là cảnh giới đủ cao, xuyên thấu qua hư không vạn vẹo là có thể nhìn thấy một cánh cửa lớn màu xanh. Xuất hiện, tuyết ngọc cung chủ, lão già lưng gù mắt sáng lên. Nam tử thần bí mân cổ lại rất bình tĩnh, hắn đã sớm xác định thời gian động phủ hiện thân ở chỗ này. Không có cách tiếp xoanh. Tuyết ngọc cung chủ, lão già lưng gù, nam tử thần bí mân cổ sau khi đơn giản dò xét, đều xuyên qua vạn vẹo hư không, bay về phía cánh cửa lớn màu xanh kia. Hơn nửa năm sau khi ba người bọn họ đi vào. Dầm dầm, truy tung nhân quả mạnh xuyên cũng đi tới phiến hư không này. Vượt ngoại vô biên vô hạn, tìm được một mảnh nhỏ vạn vẹo hư không so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Nhưng mạnh xuyên bởi vì truy tung nhân quả bằng hoàng, lại một mực truy tung đến khu vực này. Ừ, mạnh xuyên bay tới nơi này, có chút nghi hoặc ta rõ ràng cảm ứng được nhân quả của bằng hoàng ở khu vực này sao lại tìm không thấy chung quanh chẳng lẽ ẩn nấp một mảnh hư không nguyên thần thế giới tràn ngập bốn phương tám hướng thế giới tranh quyền mênh mông bao phủ nơi này cũng bao phủ mảnh vặn vẹo hư không đó là gì thân ảnh mạnh xuyên trượt lóe nhìn hư không vặn vẹo trước mắt thậm chí nguyên thần thế giới cảm ứng được một cánh cửa lớn màu xanh đang ẩn nấp một cánh cửa lớn màu xanh ẩn nấp trong hư không này dùng mạnh xuyên khống chế thời gian có thể cảm ứng được đại môn màu xanh đã trải qua thời gian dài trôi qua, tồn tại thật lâu thật lâu. Cánh cửa này đã tồn tại trong một thời gian dài, ít nhất là hàng triệu năm, mạnh xuyên cảm ứng. Như vậy, người kiến tạo nó hẳn là đã sống chết rồi. Tuyết Ngọc Cung chủ mang theo bằng hoàng cung thủ hạ tới đây, là vì động phủ thần bí này. Mạnh xuyên có suy đoán, một ý niệm trong đầu, lúc này phân ra một đạo nguyên thần phân thân, chúc một bước bay về phía đại môn màu xanh đại môn đầy liền mở ra ừ mạnh xuyên xuyên thấu qua nguyên thần phân thân dò xét tình huống sau đại môn ánh mắt không khỏi hơi sáng lên véo chân thân cũng bay vào đại môn màu xanh cổ xưa ẩn chứa rất nhiều phù văn vừa đầy liền mở ra mạnh xuyên bay vào trong đó quay đầu nhìn thấy đại môn lại đóng lại một động phủ tốt thu nguyên thần phân thân mạnh xuyên quan sát cảnh tượng trước mắt phía sau đại môn có một xào huyệt màu đỏ sậm vô cùng khổng lồ xào huyệt này ước chừng trăm vạn dặm vị trí lối vào xào huyệt có một bia đá trên bia thạch vẹn vẹn chỉ đơn giản một chút văn tự người đi đến cuối cùng là người thắng cuối cùng văn tự quanh coi như nến xong mạnh xuyên chưa từng thấy qua nhưng hắn có thể cảm giác được ý chí ẩn chứa trong văn tự cũng hiểu được ý tứ của văn tự chỉ vài chữ áp bức cho ta mạnh mẽ như vậy mạnh xuyên thầm nghĩ nhìn thấy nghi ngờ cùng thương nguyên tổ sư thực lực tương đương tồn tại ở quê nhà thương nguyên giới hắn đã gặp qua rất nhiều thương nguyên trí thủ đoạn hiện tại vẻn vẹn đại môn màu xanh bia thạch văn tự xảo huyệt mạnh xuyên liền cảm giác người kiến tạo hẳn là cùng một tầng với thương nguyên tổ sư ít nhất lục kiếp cảnh đại năng đại năng văn tự không đến mức cho mình áp bách mạnh như vậy có liên quan đến đại năng thất kiếp cảnh hay là càng mạnh hơn mạnh xuyên động tâm đi đi mạnh xuyên trực tiếp đi về phía lối vào xào huyệt đồng thời chung quanh hiện ra hư ảnh nguyên thần thế giới luận điều tra luận uy lực nguyên thần thế giới vẫn là ở trên lĩnh vực nguyên sơ xào huyệt chỉ có một lối vào nhưng càng đi sâu vào sẽ càng nhiều dựa theo lời cung chủ nói chỉ cần đi tới có thể dò xét càng sâu chỗ tốt sẽ càng lớn bằng hoàng thật cẩn thận đi tới từng vòng hư không liên tục tràn ngập bốn phía nếu như có thể đạt được vật cung chủ cần chính là đại công bằng hoàng tràn đầy kỳ vọng tuyết ngọc cung chủ đối với động phủ này đều có chút hiểu biết cơ bản nhất cho nên mới mang theo một ít thủ hạ tới đây bởi vì chỉ cần tiến vào động phủ hơn nữa có thể xâm nhập đến trình độ nhất định liền đều sẽ đạt được chỗ tốt cơ duyên chờ ra khỏi động phủ những thủ hạ này tự nhiên là vành ngoan ngoãn dâng lên tất cả thực lực của thủ hạ tuy yếu một chút nhưng số lượng càng nhiều nói không chừng thủ hạ thu hoạch nhiều hơn so với tuyết ngọc cung chủ còn nhiều hơn thu hoạch đủ nhiều tuyết ngọc cung chủ cũng không gì sạc ban cho những thủ hạ này cũng là chuẩn bị tốt cho một tôn chân thần chết trận, vật quá quý trọng cũng không mang theo. Ừ, bằng hoàng đi bên trong xào huyệt thông đạo, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh trống rỗng thật lớn, khoảng trống có chút mênh mông, phía dưới quay cuồng vô số hắc vụ, có một sợi xích huyết sắc nối liền một đầu cùng một đầu khác, phía sau bên kia chính là thông đạo. Bằng hoàng hơi sửng sốt, liền thấy rõ, hẳn là để cho ta đạp xiềng xích, đi đến một đầu khác. Động phủ này đầy nguy hiểm, muốn đi đủ sâu là rất khó khăn. Nơi này cố ý bố trí một sợi xích, khẳng định ẩn dấu nguy hiểm. Bàng Hoàng tâm ý vừa động, lập tức phân hóa ra nguyên thần phân thân, nó cũng là nguyên thần tầng 7, ở quê nhà chân thân cùng vượt ngoại chân thân bên ngoài, vẫn là có thể thi triển tám nguyên thần phân thân. Chỉ là nguyên thần phân thân của nó, thực lực yếu hơn nhiều. Véo Bàng Hoàng thử phân ra một đạo nguyên thần phân thân, thử bay qua phía trước, nhưng vừa mới bay ra ngoài, hóc vụ quay cuồng trong nháy mắt bắt được đạo nguyên thần này, Nguyên thần phân thân tượng như đông cứng không nhúc nhích, rơi xuống, biến mất ở trong hắc vụ. Đúng là như vậy, bàng hoàng cũng không thèm để ý. Một đạo nguyên thần phân thân tổn thất tu luyện trở về cũng rất nhanh. Lúc này lại phân ra một đạo nguyên thần phân thân, bước lên sườn xích, bước lên sườn xích. Sau đó, hắc vụ ngược lại không xâm nhập, nhưng sườn xích lại có lực lượng vô hình ảnh hưởng nguyên thần phân thân, cũng không có hủy diệt nguyên thần phân thân của ta. Cái sườn xích này đích thật là con đường thích hợp nhất bằng hoàng không hề do dự bước lên nhất định phải nắm chặt thời gian dựa theo cung chủ phân phó thời gian thích hợp sông và động phủ cũng chỉ một năm mà xào huyệt quá phức tạp ta đều sông hơn nửa năm thậm chí ở giữa đều đánh chết hai vị cấp cảnh đối thủ đúng vậy lang bạt hơn nửa năm bằng hoàng từng gặp qua đối thủ một vị chỉ là nhị tiếp cảnh một vị là tam tiếp cảnh hẳn là thủ hạ của hắc phong lão ma hoặc mân cổ trong động phủ chỉ cần gặp phải đối thủ song phương chỉ có một người có thể tiếp tục đi tới người kia hoặc là chết, hoặc là chủ động buông tha không đi tới nữa. Âm âm Đạp lên huyết xác xiềng xích, bàng hoàng lúc đầu rất thoải mái, nhưng theo từng bước đi tới, lực lượng trong xưởng xích truyền đến càng thêm đáng sợ, bàng hoàng cũng bắt đầu lào đảo, thậm chí nó cũng triển khai một đôi cánh màu vàng, kiệt lực ngăn cản trùng kích. Cái này, sao huyết chính nó trở ngại đều mạnh như vậy, chẳng lẽ sắp đến cực hạn của ta rồi sao? Bàng Hoàng có chút lo lắng, nhưng ta còn chưa có được bảo vật. Nó cố gắng hết sức để chống lại hoảng loạn. Phẳng phất bị vây trong hư không loạn lưu trùng kích đáng sợ, Bàng hoàng triển khai cánh, kiệt lực ổn định bản thân, một đôi móng vuốt nắm lấy sừng xích, đây là chỗ dựa duy nhất nó có thể ổn định, một khi ngã xuống, nhất định sẽ bị hắc vụ cắn nuốt. Bàng hoàng, ở phương diện hư không đích xác rất có thiên phú, tuy rằng gian nan nhưng vẫn đi tới một đầu khác. Được rồi, bàng hoàng rốt cục đi đến một đầu khác, đều có cảm giác may mắn. Lúc này, trong hắc vụ minh mông lại có một hạt sen màu đen bay ra, bay về phía bằng hoàng. Lang bạt hơn nửa năm, rốt cục cũng có được bảo vật trong động phủ. Bằng hoàng có chút hưng phấn kích động, tiếp nhận một hạt sen màu đen này, có thể phát hiện mặt ngoài hạt sen điều khắc rậm rạp kim sắc phủ văn, bởi vì phủ văn vết tích quá nhỏ, căn bản không bắt mắt. Tuyết ngọc cung chủ cũng lang bạt trong xào huyệt, chỉ là hắn muốn xâm nhập nhiều lắm. Ừ, hồ dung nham vạn dặm quay cuồng, tuyết ngọc cung chủ đang đạp ở mặt ngoài nham thạch nóng chảy từng bước đi tới cung chủ ta lấy được một hạt sen màu đen trong động thiên mà tuyết ngọc cung chủ mang theo bên người các thủ hạ đều có một nguyên thần phân thân bất kỳ trải nghiệm thu hoạch nào của thủ hạ trong động phủ đều sẽ bẩm báo những thủ hạ này đều là kiếp cảnh thì triển nguyên thần phân thân đều là rất thoải mái hạt sen màu đen bộ dáng gì tuyết ngọc cung chủ truyền âm hỏi vua bề ngoài ta khó có thể bắt trước chỉ có thể bắt trước hình dạng đại khái. Bằng hòa nguyên thần phân thân, lập tức đem hình ảnh hà sen màu đen bắt trước ra, để cho Tuyết Ngọc Cung Chủ quan sát. Tuyết Ngọc Cung Chủ vừa nhìn, liền vui vẻ. Rất tốt, ngươi hiện giờ bảo trụ tính mạng là đệ nhất, nếu gặp phải kiếp cảnh khác, tình nguyện nhận thua cũng đừng mất hà sen kia. Ân, bằng hòa nguyên thần phân thân trong lòng vui sướng, lập tức ứng lệnh. Có thể đạt được hà sen này, lần này động phủ nó bằng hoàng thu hoạch là đủ rồi. Tuyết Ngọc Cung chủ tâm tình rất tốt. Mang theo 9 tên thủ hạ, tuy rằng đã có 4 thủ hạ thất bại, nhưng năm vị còn lại còn đang xông vào, mà trong đó có 3 vị đều có thu hoạch. Kim bằng vận khí cũng không tệ lắm, thế nhưng lại có được một quả kiếp vận liên tử. Tuyết Ngọc Cung chủ đạp nham thạch nóng chảy hồ, tiếp tục cẩn thận đi tới. Véo! Mạnh xuyên nhanh chóng tiến lên. Xào huyệt thông đạo bên trong một phần nguy hiểm, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, bằng vào nguyên thần thế giới có thể phá vỡ, một đường phá hủy kéo dài đi tới. Vù vù vù, có gió xám xịt từ khe hở bên cạnh thông đạo thổi tới, nhưng ở trong nguyên thần thế giới liền bị tầng tầng trở ngại, không chạm tới mạnh xuyên một tia. Véo, sự tốc độ đi tới, mạnh xuyên đều hóa thành từng đạo ảo ảnh. Đột nhiên mạnh xuyên dừng lại, nhìn phía trước một cái tế đàn, trên bậc tế đàn ngồi một kiếp cảnh ngoại tộc nhàm chán. Vị cường giả ngoại tộc này có một đôi cánh trắng như tuyết, đang có chút ủ rũ, nhưng khi nhìn thấy mạnh xuyên không khỏi sợ tới mức nhảy dựng lên hư ảnh nguyên thần thế giới bao phủ chung quanh vì cường giả ngoại tộc này căn bản không thấy rõ bộ dáng mạnh xuyên nhưng cảm giác được cấp độ sinh mệnh chênh lệch tuyệt đại đối phương chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết hắn ta đã chủ động bỏ cuộc cường giả ngoại tộc lấy lòng cười nói vì tham dò động phủ này ta cũng không mang theo bảo bối gì tiền bối có thể không cần quản ta chỉ cần đi tới mạnh xuyên đi tới hư ảnh nguyên thần thế giới bao phủ chung quanh cả người mơ hồ 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 khó có thể thấy rõ. Chỉ là áp bách cấp độ sinh mệnh, làm cho cường già ngoại tộc kìm lòng không được run rời sợ hãi. Người muốn chết, hay là muốn sống, mạnh xuyên mở miệng. Vãn bối đương nhiên muốn sống. Cường giả ngoại tộc rất cung kính. Mạnh xuyên gật đầu. Về động phủ này, về người tu hành tham dò động phủ, hết thảy ngươi đều nói ra, ta có thể tha cho ngươi. Chỉ cần tiền bối tha cho vãn bối, không lấy đi bất kỳ bảo vật nào của vãn bối, vãn bối nhất định đem hết thầy nói cho tiền bối. Cường giả ngoại tống liên tục nói, kiếp cảnh đại năng nói ra miệng hứa hẹn chính là một phần nhân quả, cho nên kẻ yếu ớt có thể há mồm nói bậy vi phạm hứa hẹn, nhưng các kiếp cảnh đại năng trừ phi là lý do thiên đại, nếu không sẽ không vi phạm hứa hẹn, ảnh hưởng tu hành. Kiếp cảnh cường đại, vi phạm hứa hẹn, quả thực là hủy diệt con đường tu hành của bản thân. Cho nên đám kiếp cảnh cường đại, vì một câu hứa hẹn, là không tiếc hết thầy đi hoàn thành miễn là ngươi nói ra, ta sẽ không chạm vào ngươi. Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói, cường giả ngoại tông này vèn vẹn chỉ là nhị cấp cảnh, so với bằng hoàng đều yếu hơn, lại có thể có bao nhiêu bảo vật. Mạnh Xuyên càng muốn biết động phủ này càng nhiều tình báo. Vãn bối là dưới chứng hắc phong ma chủ của ngu phương hà hệ, cường giả ngoại tộc lập tức nói. Về động phủ này, vãn bối biết cũng rất ít. Mạnh Xuyên nhìn hắn. Chủ nhân nói là muốn làm một việc lớn, cho nên đem một đám thủ hạ của chúng ta thu vào trong động thiên, đi tới động phủ này, cường giả ngoại tộc nói. Trước khi tới, ta đối với động phủ cổ xưa này một mực không biết, ngay cả bây giờ, động phủ này lai lịch gì, ở vị trí nào, ta vẫn không biết, sau khi tiến vào động phủ này, chủ nhân mới thả chúng ta ra. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, mạnh xuyên nhíu mày. Ân, cường giả ngoại tộc gật đầu. Ta biết, lần này tiến vào, ngoại trừ thế lực bên chủ nhân nhà ta, còn có hai thế lực khác, một phương là tuyết ngọc cung chủ của Tam Loan Hà Hệ Nhất Mạch, một phương là đại năng lượng ngũ kiếp cảnh thần bí mân cổ, vị mân cổ kia lai lịch gì đó, ta cũng không rõ lắm, chủ nhân cũng không nói kỹ. Tóm lại, thế lực ba bên đều tiến vào trong động phủ. Dựa theo lời chủ nhân nói, ở động phủ xào huyệt dục chỉ cần dọc theo một thông đạo đi tới, tiến tới đủ độ sâu, liền hy vọng có thể đạt được bảo vật. Cường giả ngoại tộc lập tức nói, nhưng một khi đụng phải người tu hành khác, hai người tu hành chỉ có một người có thể đi tới, người còn lại hoặc là nhận thua buông tha, hoặc là bị giết. Cường giả ngoại tộc nói tiếp. Ấp đạo này tuy rằng đông đảo, nhưng đến cuối cùng, tất cả ấp đạo đều hợp nhất, cho nên người tu hành cuối cùng chỉ có một người có khả năng đến cuối cùng. Mạnh xuyên nghe. Ở trong động phủ chạy đi, phải nhanh lên một chút, bởi vì động phủ xào dục vọng một ít bảo vật, xông lên phía trước người tu hành lấy, người tu hành phía sau đi ngang qua, sẽ không có bảo vật, cường giả ngoại tộc giải thích. Trừ phi đánh chết người tu hành phía trước, mới có thể đắc thủ. Còn nữa, ở trong động phủ này, nhiều nhất là một năm, cường giả ngoại tộc đi theo nói. Kỳ hạn một năm đến, sẽ bị trục xuất ra ngoài. Chỉ có vậy thôi, Mạnh Xuyên hỏi. Cường giả ngoại tộc liên tục gật đầu. Chỉ có những thứ này, chúng ta chủ yếu là cùng tuyết ngọc cung chủ, mân cổ hai phương đi tranh. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, thời hạn một năm. Hai gã tu hành giả gặp nhau, chỉ có thể một vị tiếp tục đi tới. Kỳ hạn một năm này, bắt đầu từ khi nào? Mạnh Xuyên hỏi. Thời điểm từ động phủ hiện ra, đã 7 tháng thư qua, cường giả ngoại tộc giải thích. Mạnh Xuyên gật gật đầu, lúc này tiếp tục đi tới. Hô! Cường giả ngoại tộc lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Lão già lưng gù hắc phong lão man nhíu mày nhìn từng cây cột thạch chung quanh, 323 cây cột thạch ở chung quanh, hắn đã bị ngăn cản ở đây nửa tháng chủ nhân chủ nhân ta gặp được một vị cường giả thần bí nghi ngờ ngũ kiếp cảnh đại năng hắc phong lão ma nghe được thanh âm nhìn về phía vòng tay màu bạc trên cổ tay mình vòng tay màu bạc này chính là một tòa động thiên thế giới bên trong có rất nhiều nguyên thần phân thân thủ hạ trong đó nhị kiếp cảnh yếu nhất giờ phút này đang bẩm báo nghi ngờ ngũ kiếp cảnh giữa không trung động thiên thế giới này hiện ra gương mặt khổng lồ của hắc phong lão ma Nhìn xuống cường giả ngoại tộc. Thực lực của người tương đối yếu, hẳn là không đi tới bao xa, ngũ kiếp cảnh đại năng mới đến vị trí người đến. Thuộc hạ có thể nhận sai, cường giả ngoại tộc cung kính nói. Nhưng vị cường giả thần bí này, cấp độ sinh mệnh áp bách đích xác đáng sợ, giống như khi đối mặt với chủ nhân. Thuộc hạ mơ hồ phán định là ngũ kiếp cảnh, hơn nữa hắn hỏi thuộc hạ tình báo về động phủ, vì mạng sống. Thuộc hạ nói. Ừm hắc phòng lão ma cũng không thèm để ý. Những thủ hạ này biết, đều là tình báo cơ bản nhất, ở trong động phủ thời gian dài một chút cũng có thể mò mẫm hiểu được. Chân chính trọng yếu, tỉ như vị trí của động phủ này, lai lịch động phủ vân vân, thủ hạ đều là một mực không biết. Chẳng lẽ lại tiến vào một vị ngũ kiếp cảnh, hắc Phong lão ma cũng cảm thêm cảnh giác. Bên trong động phủ này, cường giả tiến vào càng ngày càng nhiều. Vốn tưởng rằng vẹn vẹn chỉ cần cùng tuyết ngọc cung chủ tranh một trận, lại trước tiên tới một vị tu la giới ngũ kiếp cảnh đại năng mân cổ, hôm nay lại tới một vị ngũ kiếp cảnh. Âm âm, một đạo kim quang cùng một đạo sám quang ở trong thông đạo vèn vẹn chỉ rộng 10 trượng đánh nhau. Kim quang là do bằng hoàng biến thành, bằng hoàng hiện giờ cánh chim hiện ra, hai tay lại đeo một đôi găng tay bí bảo. Ánh sáng sám là do một dị tộc sáu tay gầy yếu khô cốt biến thành, sáu cánh tay quỷ dị khó lường, mỗi người cầm binh khí, cũng toàn lực đối phó bằng hoàng. Song phương đều là thân thể tam kiếp cảnh, Mặc dù ở trong thông đạo hẹp rộng chừng 10 trượng đánh nhau, vẫn biến ảo khó lường như trước, chiêu số đều có uy lực hủy thêm diệt địa, cả hai đều xem như là người nổi bật trong thân thể tam kiếp cảnh. Lục tí dị tộc, đạt tới tam kiếp cảnh cũng gần vạn năm, tích lũy có chút thâm hậu. Bằng hoàng mới thành kiếp cảnh, cũng đủ để địch lại tam kiếp cảnh, chờ bản thân đạt tới tam kiếp cảnh sau đó, ở trong tam kiếp cảnh càng coi như đứng đầu. Phốc phốc, bàn tay bằng hoàng, uy lực vô song, bàn tay thành hình móng vuốt, sau khi chiến đấu hồi lâu một trào liền làm cho một cánh tay ngoại tộc sáu tay đứt gãy ra, cánh tay sau khi nát bấy, lập tức hóa thành vô số hạt nhào về phía cánh tay bị gãy, muốn một lần nữa mọc ra. Nhưng hư không lại ngưng động, ngưng động vô số hạt. Xoẹt. Bằng hoàng chiêu số tàn nhẫn, lại ẩn chứa hư không nhất mạch ảo diệu, thương thế ngoại tộc sáu tay càng nặng thêm, liên tục đứt đứt ba cánh tay, chỉ có thể thở dài tự bạo, không muốn tiếp tục chiêu nhục. Âm âm, nương theo tự bạo băng hoàng đều bay ngược va và chạm vào vách thông đạo trên người đều có vết máu nhuộm đỏ lông vũ nhưng những vết thương này trong nhánh mắt liền khôi phục trên mặt nó cũng hiện lên tê cười may mắn may mắn ta mang theo lục kiếp cảnh bí bảo liệt không thủ ta thực lực có thể áp hắn một đầu bằng hầu tên ngu xuẩn này mang theo bảo vật quá yếu bằng không ta thật đúng là không nắm chắc đánh chết hắn tam kiếp cảnh băng hầu quê hương là thế giới cấp thấp nghèo khó không ít đến động phủ này dò xét biết có nguy hiểm đến chết là luyến tiếc mang trọng bảo sáu cánh tay của nó phân biệt cầm một kiện ngũ kiếp cảnh bí bảo năm kiện tứ kiếp cảnh bí bảo thực lực phát huy tự nhiên kém hơn một chút phải biết rằng băng hầu mấy năm nay cũng là tích góp được hai kiện lục kiếp cảnh bí bảo rất nhiều ngũ kiếp cảnh bí bảo nếu bảo vật đều mang theo ai thắng ai thua vẫn là hai lời mà bằng hoàng bởi vì đến từ thế giới trung bình hơn nữa còn tích lũy thế giới trung cấp sâu hơn giàu có hơn nhiều mặc dù biết lần này có thể chết vẫn mang theo một kiện lục kiếp cảnh bí bảo cùng với những bảo vật bình thường khác đến mạo hiểm, bởi vì hắn có thể mất nó. Tất nhiên là, luận giàu có, bằng hoàng và mạnh xuyên kém xa. Ngay cả nguyên thần, bằng minh tiền bối thân thể kiêm tu tích gấp nhiều năm lang bạt bên ngoài, cũng chỉ là mang theo bảo vật ước vạn phương mà thôi, cũng không bằng chân thân ngoài mạnh xuyên phục. Bằng hầu này, còn có chút thu hoạch, bằng hoàng dò xét chiến lợi phẩm, có chút hài lòng. Toàn bộ tính ra, có gần 600 phương, kiếm được, lần này đến động phủ này thu hoạch thật đúng là lớn. Mạnh xuyên đi trong thông đạo xào huyệt, hư ảnh nguyên thần thế giới lan đến chung quanh, một đường thông suốt không trở ngại. Giai đoạn đầu thực sự không có một chút trở ngại, chỉ là hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ bảo vật nào. Hẳn là người tu hành phía trước, đem bảo vật đều lấy đi, mạnh xuyên cũng hiểu được điểm này, hắn thản nhiên đi lại, tốc độ lại nhanh đáng sợ, rất nhanh lại đi tới một ngã ba, sẽ đạo chia làm hai phương hướng, đều đi tới nơi vô cùng xa xôi. Bằng hoàng, ở phương hướng này, Mạnh Xuyên trực tiếp lựa chọn một bên. Ấp một tuy nhiều, nhưng đến cuối cùng vẫn hợp lại một chỗ, rất nhiều ngã ba càng thông nhau, cho nên người tu hành cũng sẽ ngẫu nhiên đụng phải. Về phần Mạnh Xuyên, cũng là truy tung nhân quả đến chọn ấp đạo, cách bằng hoàng cũng càng ngày càng gần. Nhanh lên, Mạnh Xuyên ở trong động phủ thản nhiên đi tới, đối với hắn mà nói, bắt được bằng hoàng là chuyện trọng yếu nhất đằng về phần động phủ cơ duyên phải xếp ở phía sau mạnh xuyên một bước đi bộ hóa thành áo ảnh mênh mông tốc độ cực nhanh trong thông đạo xào huyệt chỉ là hắn cũng cảnh giác vạn phần dù sao nghi ngờ ít nhất thất kiếp cảnh đại năng kiến tạo động phủ giờ suốt đó là muốn chết ừm mạnh xuyên mơ hồ cảm ứng được phía trước tuyển đến cảm giác uy hiếp không khỏi càng thêm cẩn thận nguyên thần thế giới cũng cẩn thận dò xét phía trước rất nhanh phát hiện ra nguồn gốc uy hiếp đó là cái gì Mạnh Xuyên nhanh chóng nhìn thấy. Trên vách thông đạo phía trước, có một cái răng sắc nhọn màu trắng thẳm, đầu của những chiếc răng này cắm vào sâu trong vách thông đạo, mũi răng sắc bén thì đối ngoại, rậm rạp chẳng chịt 38 cái răng, giống như gai nhọn, có như loan đào, có dài có ngắn, cắm ở hai bên vách thông đạo, làm cho toàn bộ thông đạo chỉ lưu lại khoảng 2-3 trượng có thể thông qua chiều rộng. Nó phải là răng của một số loại sinh mệnh, Mạnh Xuyên quan sát, những hàm răng này mặt ngoài có tầng tầng phù văn, hàm răng trắng bệch ẩn chứa tà dị lực lượng ăn mòn hư không chung quanh. Sinh mệnh này đã sớm chết, nơi này chỉ có chút răng, lại làm cho ta cảm thấy uy hiếp, hàm răng này ẩn chứa lực lượng kỳ dị đích sắc đáng sợ. Mạnh xuyên tâm niệm vừa động, nguyên thần thế giới toàn lực chấn áp những hàm răng này, sau khi tu luyện ra thế giới bí bảo, nguyên thần thế giới của mạnh xuyên đủ để chấn áp từ tứ kiếp cảnh đại năng, lực chấn áp này tự nhiên rất mạnh. Boom những hàm răng này bị chấn áp mùa văn bề ngoài càng thêm dễ thấy cũng hơi rung động nhưng bởi vì chỉnh thể cắm vào trong vách thông đạo cũng không có bao nhiêu lắc lư những hàm răng này ẩn chứa tà dị lực lượng là khảo nghiệm nơi này mạnh xuyên vừa nhìn vừa từ chiều rộng hai ba trượng giữa những cái răng này xuyên qua đi lại ở khe hở giữa cũng nhận được ảnh hưởng của lực lượng tà dị đánh giá phải tam kiếp cảnh đại năng cấp độ mới có thể chống cự loại này tà dị lực lượng ảnh hưởng đương nhiên đối với mạnh xuyên mà nói nguyên thần thế giới liền triệt để ngăn cách ảnh hưởng chủ nhân của hàm răng hẳn là sinh mệnh ngũ kiếp cảnh thậm chí là cấp độ lù kiếp cảnh mạnh xuyên có suy đoán lại cảm thấy không thích hợp kiến tạo xào huyệt động phủ lại đem răng sinh mệnh khác cũng dùng nhập vào trong động phủ loại làm phái này có chút đặc biệt mạnh xuyên tiếp tục nhanh chóng đi tới cũng cân nhắc bố cục của chủ nhân động phủ nửa canh giờ sau ánh mắt mạnh xuyên sáng lên nhìn thông đạo phía trước Bằng hoàng ở ngay phía trước cuối cùng cũng bắt được ngươi mệnh xuyên giờ khắc này vô cùng chờ mong chờ đến ngày này chờ quá lâu trong một chỗ trống rỗng trong xảo huyệt có cuồng phong mở bị gào thét bằng hoàng chống cuồng phong gian nan đi về phía trước vừa đi một bước cuồng phong bao lấy nó lại bay ngược hơn 10 bước mới đứng vững gió này uy lực quá lớn ta ngay cả một nửa cũng không đi qua căn bản không cách nào xuyên qua chỗ trống rỗng này bằng hoàng có chút chật vật ở trong gió nhìn cuồng phong mãnh liệt trong không động Càng tiến về phía trước, uy lực của gió càng lớn. Bằng Hoàng lại thử vài lần, mỗi lần gian nan tiến lên liền bị cuồng phong lại cuốn bay ngược. Sau khi thử nhiều lần, cuối cùng nó đã chọn từ bỏ. Sợ là tứ kiếp cảnh đại năng mới có thể xuyên qua, nơi này chính là cực hạn của ta, Bằng Hoàng cũng rõ ràng, tòa động phủ cổ xưa này cho dù chân cường giả đi đến cuối cùng, cũng là Tuyết Ngọc cung chủ mấy vị ngũ kiếp cảnh đại năng đi tranh, nó một cái tam kiếp cảnh có thể làm chút bảo vật coi như không tệ. Bằng Hoàng quay đầu trở về đi đến vùng ven trống rỗng nơi cuồng phong yếu ớt chọn một tảng đá lớn lúc này ngồi ở phía trên thong rong chờ đợi gió ở đây rất nhỏ thổi trên bộ lông màu vàng trên người nó đều có chút thoải mái ta lần này lang bà động phủ đến đây chấm dứt chờ kỳ hạn một năm đến rời khỏi động phủ bằng hoàng tâm tình cực tốt ta lang bà tòa sao huyệt này cố ý làm chậm tốc độ ở phía sau ta hẳn là so với ta thực lực yếu không có khả năng đụng phải từ kiếp cảnh tuyết ngọc cung chủ cùng hắc phong lão ma giới trướng cũng chỉ là mỗi người có một vị tứ kiếp cảnh tứ kiếp cảnh cấp độ nguyện ý đi theo ngũ kiếp cảnh đại năng vẫn là tương đối ít thời gian trôi qua ừ bằng hoàng ngồi trên tảng đá lớn đang cầm một bầu rượu thản nhiên uống rượu rượu rất thích hợp với khẩu vị của bằng hoàng bỗng nhiên có hư ảnh thế giới nguyên thần xâm nhập vào khoảng trống này cùng phong u ám gạo thét kia đều bị áp chế an tĩnh lại ừ bàng hoàng nhìn thấy hư ảnh nguyên thần thế giới, liền giật mình một cái. Nguyên thần kiếp cảnh, đặc biệt là cùng phong trống rỗng đều bị triệt để áp chế, làm cho bàng hoàng sợ hãi vạn phần, liên tục hô. Tiền bối, ván bối đã buông tha, lời còn chưa dứt, bàng hoàng liền mất đi ý thức. Bàng hoàng, giờ khác này, thời gian tĩnh lặng, mạnh xuyên hành động trong giờ giờ này, chung quanh hết thảy đều đứng yên, cuồng phong mờ mịt đều đang đình chỉ mạnh xuyên trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh bằng hoàng bằng hoàng còn có bộ dáng sợ hãi bộ dáng lo lắng nói chuyện chỉ là hoàn toàn tĩnh lặng tựa như điều khác cuối cùng ta đã bắt được người mạnh xuyên nhìn bằng hoàng một trong ba thủ phạm khiến người ta lâm vào yêu tộc xâm lấn hơn 900 năm cũng là người dẫn đầu mạnh xuyên vung tay lên liền đem bằng hoàng thu vào trong tù ma lao ngục trong tù ma ta ta ở nơi nào bằng hoàng khôi phục thanh tỉnh nhìn về phía chung quanh đây là một mảnh u ám không gian đi theo nó phát hiện bản thân bị trói bởi xiềng xích hai tay hai chân bị xiềng xích khóa lại thậm chí cột sống đều có xiềng xích thẩm thấu vào trong cơ thể trói buộc thân thể nó hoàn toàn bị phong cấm không có cách nào vận dụng một tia yêu lực thân thể cũng trở nên suy yếu bảo vật của ta cũng không còn bằng hoàng đi theo liền phát hiện cái gì bảo bối cũng không có ngay cả y bào cũng không có may mắn bộ lông của nó che lấp thân thể Thân thể bị phong cấm, nguyên thần cũng bị phong cấm, Bằng Hoàng có chút bất an, loại trạng thái này muốn tự sát cũng không làm được. Giờ phút này nó hoàn toàn ở trong trạng thái tùy ý chém giết, chỉ là nhiều năm tu hành để cho nó bình tĩnh đối mặt với tình thế áp liệt hiện nay. Ta thành tâm kiếp cảnh không bao lâu, không đắc tội cái gì lợi hại kiếp cảnh đại năng, Bằng Hoàng thầm nghĩ. Giam cầm ta, hẳn là có mục đích đặc thù gì đó. Nhìn lên nó, hư ảnh nguyên thần thế giới bao phủ mà đến một đạo thân ảnh từ xa đi tới. Tiền bối, tiền bối, bằng hoàng liên tục nói. Vãn bối bảo vật đều nguyện hiến cho tiền bối, có thể giúp được tiền bối, vãn bối nhất định giúp hết toàn lực. Lúc nên cúi đầu, liền ngoan ngoãn cúi đầu, bằng hoàng phi thường tự biết. Người mạnh nhất đương đại của thế giới yêu tộc, thân ảnh đi tới nói. Muốn bắt ngươi, thật không dễ dàng. Ngươi, bằng hoàng chỉ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, nguyên thần thế giới hư ảnh tàn đi hiện ra một gã nam tử tóc bạc nam tử tóc bạc nhìn hắn ánh mắt phức tạp có biết ta không mạnh xuyên nhìn hắn mạnh xuyên bằng hoàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm sợ hãi khó có thể tin không cam lòng quá nhiều cảm xúc hỗn loạn làm cho nó đều không thể tự hỏi bằng hoàng dần dần khôi phục thanh tình khôi phục lý trí lại cảm thấy hết thảy trước mắt phảng phất như chê cười thế giới nhân tộc mạnh xuyên kia dĩ nhiên có thể làm cho nó không hề có lực phản kháng, liền trực tiếp bắt sống nó. Một người là người mạnh nhất thế giới yêu tộc, một người là người mạnh nhất thế giới nhân tộc. Khoảng cách đã lớn như vậy. Người muốn làm cái gì? Bàng Hoàng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Muốn giết người chỉ cần giết. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy buồn cười. Giết. Giết chết một cái vực ngoại chân thân, Bàng Hoàng rất nhanh thì có thể lại tu luyện ra. Muốn chính là bắt sống, bắt sống khiến đối phương không cách nào tự sát một cỗ chân thân ngoại vực này chính là phương tiện truyền thông một khi có mười phần nắm chắc liền có thể chém giết một cỗ chân thân ngoài vực này mượn nhân quả chân thân ngoài vực này cùng nhân quả phân thân khác liên hệ nhất cử tiêu diệt tất cả phân thân nếu như không có phương tiện truyền thông thuần túy mượn nhân quả uy lực phải giảm đi rất nhiều máu tóc là một phương tiện tốt một cỗ chân thân ngoài vực có được thân thể hoàn chỉnh nguyên thần hoàn chỉnh càng là phương tiện tốt nhất ba người các ngươi đầu sỏ nhân tộc ta một ngày cũng không quên mạnh xuyên nhìn bằng hoàng bị nhốt nói nợ nhân tộc các ngươi đều phải trả hết hôm nay ta trước tiên giết tinh chiếu cùng huyền nguyệt để cho hai người bọn họ đi trước một bước còn giờ thì đến lượt ngươi lấy thực lực của mạnh xuyên ngũ kiếp cảnh đại năng mượn nhân quả giết đế quân bình thường sớm có thể dễ dàng giết chết hai vị kia chỉ là tránh đánh cỏ kinh xà trước khi bắt sống bằng hoàng vẫn nhẫn nhịn không động thủ mà thôi bây giờ đến lúc rồi tinh chiếu huyền nguyệt bằng hoàng trong lòng lo lắng lại không có biện pháp gì nó không cứu được hai vị yêu tộc đế quân kia hệ thống tam loan hà một ngôi sao hoang vu xây dựng một tòa động phủ có trận pháp che lấp chân thân ngoài vực của huyền nguyệt nương nương ở đây ẩn cư tu hành hô ngồi trên đỉnh núi hít một hơi có hàn khí lạnh thấu xương tiến vào trong cơ thể huyền nguyệt nương nương chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng lựa chọn một tòa ngôi sao hoang vu này chính là ngôi sao này rất thích hợp cho nó tu hành ở ngoài vực quy tắc cảm ngộ đều phải rõ ràng hơn nhiều không giống như thế giới quê hương chỉ có thể cảm ngộ quê hương thiên địa quy tắc mạnh xuyên bằng hoàng bị bắt sống vừa phát hiện thân phận mạnh xuyên cùng một khác huyền nguyệt nương nương cũng thấy được một gã nam tử tóc bạc xuất hiện ở trước mặt ừ huyền nguyệt nương nương hơi sửng sốt ánh mắt trợn tròn nhận ra nam tử tóc bạc này chính là mạnh xuyên tóc bạc mạnh xuyên bình tĩnh nhìn nó huyền nguyệt nương nương đã mất đi ý thức cùng một khắc tinh chiếu đế quân đang mang theo thủ hạ thăm dò tàn phá di tích cũng đồng dạng phát hiện một gã nam tử tóc bạc xuất hiện ở trước mặt đế quân di tích này sớm đã bị phát hiện không chỉ một lần đều bị càn quét sạch sẽ cái gì bảo vật cũng không có tôn giả thủ hạ nói tinh chiếu đế quân lại ngơ ngác đứng tại chỗ đã không cách nào nhúc nhích thậm chí tư duy cũng ngừng suy nghĩ nam tử tóc bạc đi tới trước mặt nó cũng không nhìn các tôn giả khác chung quanh vung tay lên liền đem tinh chiếu đế quân thu lại Thế giới yêu tộc Không tốt Không xong Tinh chiếu đế quân, huyền nguyệt nương nương ở quê nhà đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bằng hoàng cung Bằng hoàng Bằng hoàng, cả hai đều sợ hãi và tuyệt vọng Rất nhanh nhìn thấy bằng hoàng, bằng hoàng một mình ngồi trên đại điện ngai vàng Đã sớm chờ hai người bọn họ Bằng hoàng, cứu chúng ta Mạnh xuyên hiện thân, trực tiếp bắt lấy chân thân của chúng ta ở ngoài vực tinh chiếu đế quân cùng huyền nguyệt nương nương đều lo lắng cầu xin bằng hoàng ở trên ngai vàng nhìn xuống phía dưới chầm mọc một chút mới chậm rãi nói chân thân ngoại vực của ta cũng bị bắt sống tinh chiếu đế quân huyền nguyệt nương nương kinh ngạc ngây ngẩn cả người cũng bị bắt sống hai người bọn họ trung quy vẫn là đế quân bình thường bị bắt sống thì thôi bằng hoàng cũng bị bắt sống hắn vớt cuộc thực lực gì tinh chiếu đế quân lo lắng nói không phải nói sau khi thành kiếp cảnh tu luyện sẽ rất chậm sao cho dù sáng tạo ra tuyệt học rất lợi hại ông huyết mạch rất mạnh bình thường cũng chỉ là trong thời gian ngắn leo lên đến tam kiếp cảnh bằng hoàng khẽ gật đầu ta nguyên bản cũng suy đoán hắn là tam kiếp cảnh nhưng lần này gặp mặt ta mới phát hiện sai thái quá ta đối mặt với hắn không hề có lực phản kháng thực lực chênh lệch quá lớn cho dù đối mặt tứ kiếp cảnh đại năng lực ta cũng có thể đấu một trận mạnh xuyên hẳn là đã đạt tới ngũ kiếp cảnh rồi hắn mới tu luyện bao lâu huyền nguyệt nương nương không thể tin được con đường thu hành nhất kiếp cảnh nhị kiếp cảnh tranh lệch không lớn tam kiếp cảnh tuy khó nhưng nếu sáng chế ra một môn tuyệt học lợi hại giống như vân vụ long xả thần pháp đạt tới đế quân viên mãn dựa vào đó cũng đủ để đạt tới tam kiếp cảnh bằng vào kim xí đại bằng điều hắc ám khổng tước bát thủ thôn tinh xà thậm chí long tộc phượng hoàng huyết mạch không thuần huyết vân vân bình thường đều có thể trong thời gian ngắn đạt tới tam kiếp cảnh tam kiếp cảnh là có thể trong thời gian ngắn đến ở trong kiếp cảnh đại năng cũng coi như là phổ biến ngũ kiếp cảnh so với tam kiếp cảnh khó hơn gấp trăm lần cả một tòa hà hệ cùng một thời đại cũng không nhất định có một vị ngũ kiếp cảnh ta thấy hắn không thể chống cự bị bắt sống bằng hoàng thản nhiên nói thực lực của hắn hẳn là ngũ kiếp cảnh làm sao có thể tinh chiếu đế quân huyền nguyệt nương nương thì thào thì thầm sợ hãi tuyệt vọng có lẽ mạnh xuyên có kỳ ngộ đặc thù hoặc là cơ duyên thương nguyên tổ sư lưu lại khiến mạnh xuyên tiến vào một ít bí cảnh thần bí bằng hoàng nói những bí cảnh thời gian lưu chuyển cực nhanh nhìn như mạnh xuyên tu hành ngắn ngủi trên thực tế đã tu luyện hơn vạn năm mà kệ suy đoán như thế nào thực lực của hắn đã là chúng ta không cách nào phản kháng về phần hai người các ngươi không ai có thể cứu hai đế quân bình thường trốn ở thế giới quê hương cũng không cách nào ngăn cản ngũ kiếp cảnh đại năng lực xuyên thấu qua nhân quả hàng lâm một kích đối mặt ngũ kiếp cảnh đuổi giết, có lẽ thất kiếp cảnh bát kiếp cảnh tồn tại mới có thể che chở hai người bọn họ. Nhưng mà hai người bọn họ cùng với bằng hoàng, muốn gặp thất kiếp cảnh đại năng, sợ đều chỉ có thể ở trong mộng đi gặp. Ai cũng không cứu được chúng ta, nguyên nguyệt nương nương thì thào thì thầm, ngẩng đầu nhìn về phía bằng hoàng. Hắn bắt sống chân thân ngoại vực của ta và tinh chiếu, là muốn làm gì, hắn không có ý định giết chúng ta, có mục đích khác. Hắn nói với ta, bằng hoàng nói, Hôm nay hắn liền giết chết các ngươi. Tinh Chiếu, Huyền Nguyệt sắc mặt đại biến, bằng hoàng thầm than, Mạnh Xuyên trực tiếp nói ra, nói hôm nay sẽ giết Tinh Chiếu cùng Huyền Nguyệt, chính là làm cho hai người bọn họ càng thêm sợ hãi đi. Bắt sống chúng ta là không muốn chúng ta chết quá dễ dàng sao? Tinh Chiếu, Huyền Nguyệt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Làm sao có thể để cho các ngươi chết dễ dàng như vậy? Thương Nguyên giới, nơi yêu thánh thông đạo, tóc bạc mạnh xuyên đứng dưới một gốc liễu nhìn yêu giới ở đầu kia của yêu thánh thông đạo sợ hãi cảm nhận được sự bất lực trước cái chết mạnh xuyên nhẹ giọng thì thầm nếu là trực tiếp xuyên thấu qua nhân quả chém giết tinh chiếu đế quân cùng huyền nguyệt nương nương đều không có thống khổ gì trực tiếp tan thành mây khói thật sự quá tiện nghi bọn họ chiến tranh hơn 900 năm đối với nhân tộc thương tổn quá lớn chỉ riêng binh lính thủ thành chết đi lấy ức làm đơn vị dân chúng bình thường lại chết không biết bao nhiêu quá nhiều điều đã xảy ra Mạnh Xuyên tuổi trẻ trải qua yêu tộc xâm lấn đã coi như phi thường bình thường, ít nhất khi còn trẻ có phụ thân vẫn luôn bảo vệ hắn, còn có đại gia tộc Mạnh gia về hắn chống đỡ. Mạnh Xuyên cơm áo không lo, so với Mạnh Xuyên thê thảm gấp trăm ngàn lần. Mạnh Xuyên tận mắt nhìn thấy quá nhiều, hắn đã sớm thề muốn cho những thủ phạm này trả giá đắt. Mạnh Xuyên tin tưởng, tinh chiếu, quyền người lúc này không có khả năng xuất hiện kỳ tích, thất kiếp cảnh đại năng che chở. Thần nữ Hà vực, vu cổ Hà vực và đông đảo Hà vực xung quanh thời đại này cũng không có đại năng thất kiếp cảnh bằng hoàng nếu có thể ôm lên đùi đại năng thất kiếp cảnh loại chuyện phóng tầm mắt thời không trường hà này đều có thể nói là kỳ tích nếu phát sinh vậy mới gặp quỷ đông minh tiền bối đông minh tiền mối hai đạo thanh âm xuyên thấu qua yêu thánh thông đạo từ xa truyền đến thông đạo yêu thánh dài hơn trăm dặm làm cho mạnh xuyên có thể dễ dàng nhìn thấy phong cảnh thế giới yêu tộc rộng lớn cũng nhìn thấy bên kia tinh chiếu đế quân cùng huyền nguyệt nương nương đều vô cùng cung kính quỳ xuống đất. Chúng ta biết mang đến quá nhiều tai nạn cho thương nguyên giới, tinh chiếu đế quân quỳ phục nói. Hôm nay ta cùng huyền nguyệt, nguyệt cũng chỉ cầu xin mạng sống, không biết hai chúng ta làm như thế nào mới có thể sống sót, đông ninh tiền bối có điều kiện gì, chỉ cần nhắc tới. Đông ninh tiền bối, có điều kiện gì chỉ cần nhắc tới, huyền nguyệt, nguyệt nương nương cũng quỳ xuống nói. Giờ phút này tư thái hai người vô cùng thấp, chỉ cầu xin mạng sống. Mạnh Xuyên đứng ở phía bên kia thông đạo yêu thánh, lạnh nhạt nói. Cảm thấy tuyệt vọng, khi yêu tộc xâm lấn, cũng không quan tâm đến sự tuyệt vọng của nhân tộc. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, hai người các ngươi hôm nay đều sẽ chết, cách tử vong của các ngươi còn có một canh giờ, một canh giờ sau, ta sẽ thông qua nhân quả chém giết hai người các ngươi. Tinh chiếu đế quân, huyền nguyệt nương nương ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên. Ánh mắt nhìn nhau. Có vẻ như không cho đường sống, tinh chiếu đế quân, huyền nguyệt nương nương đều có điên cuồng, Tinh chiều đế quân huyền nguyệt nương nương bỗng nhiên vô thanh vô tức đều mềm nhũn té trên mặt đất một đầu khác của thông đạo yêu thánh mạnh xuyên nhìn từ xa ta cho các ngươi một canh giờ các ngươi cho rằng là an bài hậu sự cho các ngươi sai rồi một canh giờ này là để cho các ngươi hảo hảo nếm thử những khổ cực kia những thương nguyên giới nhân đã từng trải qua khổ cực làm nguyên thần kiếp cảnh phi thường am hiểu huyễn thuật nguyên thần thế giới chính là thế giới huyễn thuật đáng sợ nhất thay đổi ý thức biên soạn trí nhớ đều là chuyện dễ dàng mạnh xuyên bắt sống tinh chiếu huyền nguyệt vượt ngoại chân phía sau liền đối với hai người bọn họ thi triển huyễn thuật hơn nữa còn thông qua nhân quả huyễn thuật trực tiếp hàng lâm tinh chiếu huyền nguyệt tất cả phân thân hai bên tranh lệch quá lớn mặc dù xuyên thấu qua nhân quả mạnh xuyên huyễn thuật vẫn làm tinh chiếu huyền nguyệt tất cả phân thân trong nháy mắt lâm vào ảo cảnh bên ngoài một canh giờ trong ảo cảnh nhưng nó rất dài đem rất nhiều khổ cực của nhân tộc từng hạng mục thêm vào hai người bọn họ đợi một canh giờ sau đó tinh chiếu huyền nguyệt, nguyệt mới khôi phục thanh tình chỉ là ánh mắt hai người bọn họ đều có chút ngốc trệ không 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 cần tuy rằng trở thành yêu tộc đế quân cũng chưa từng trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy tâm tình hai người bọn họ hoàn toàn thất thủ đây là nguyên thần kiếp cảnh đáng sợ oanh theo đó là ánh đao hàng lâm đao quang chém giết chân thân ngoại vực của hai người bọn họ cũng xuyên thấu qua nhân quả hàng lâm mỗi một phần thân mỗi một chỗ phần thân đều có đa quang hàng lâm vào thân thể mặc dù uy lực giảm xuống vài cấp độ nhưng vẫn làm cho tất cả phân thân trong nháy mắt hoàn toàn bị tiêu diệt tinh chiếu đế quân huyền nguyệt nương nương triệt để hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán không thấy nói hôm nay chém giết liền hôm nay chém giết họ đã chết bằng hoàng cung bằng hoàng ngồi trên ngai vàng ánh mắt xuyên thấu qua hư không thấy được tinh chiếu đế quân huyền nguyệt nương, nương nương hóa thành cho bụi trước thông đạo yêu thánh bằng hoàng vẫn như trước mặt không chút thay đổi. Ta phải mạnh mẽ hơn, bằng hoàng yên lặng nói. Ta càng tăng cường lớn, thông qua nhân của hàng lâm chiều số đối với ta uy hiếp càng nhỏ. Trong tù ma, bằng hoàng bị dây xích trói chặt giam cầm, nhìn chằm chằm mạnh xuyên trước mặt. Cả hai đã chết, chỉ còn lại một mình ngươi, mạnh xuyên bình tĩnh nói. Đừng nóng vội, ngày đó của ngươi cũng sẽ rất nhanh. A, à, có bản lĩnh cách nhân quả giết ta, bằng hoàng nhìn chằm chằm mạnh xuyên. Mạnh xuyên nhìn chung quanh. Người biết không, nơi này là nơi nào? Bằng hoàng nghi hoặc. Nơi này gọi là tù ma lao ngục, mạnh xuyên tùy ý nói. Là lao ngục, rất am hiểu tra tấn tù nhân, ngài bị nhốt, trước tiên cho người nếm thử tư vị tra tấn của tù ma lao ngục đi. Từng đạo lôi đình xuyên thấu qua xưởng xích truyền vào trong cơ thể bằng hoàng, toàn thân bằng hoàng run rẩy mãnh liệt muốn giết bằng hoàng, không dễ dàng như vậy, mạnh xuyên biết rõ điểm này. Ngũ kiếp cảnh, bình thường cách nhân quả nắm chắc chém giết kiếp cảnh mới tấn. Lục kiếp cảnh, cách nhân quả nắm chắc lớn chém giết tam kiếp cảnh, nhưng không thể tính là 10 phần nắm chắc. Thất kiếp cảnh, có 10 phần nắm chắc giết từ kiếp cảnh. Bắt kiếp cảnh đại năng, thủ đoạn liền khó lường, giết ngũ kiếp cảnh dễ dàng, thậm chí cách nhân quả nhất định uy hiếp đến lục kiếp cảnh, chỉ là bắt kiếp cảnh. Thất kiếp cảnh cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần, thậm chí cùng thời đại, toàn bộ thời không trường hạ cũng không nhất định tồn tại bắt kiếp cảnh. Giết hai người, bắt sống một người, Mạnh Xuyên cảm nhận được tâm hồn thoải mái. Tiếp theo, hãy khám phá động phủ này. Mạnh Xuyên nhìn về phía trước. Ta bắt sống bằng hoàng, tuyết ngọc cung chủ sau lưng nó hẳn là cũng biết sự tồn tại của ta. Đi theo một bước, hư ảnh nguyên thần thế giới Mạnh Xuyên dễ dàng chấn áp cuồng phong, dễ dàng tiếp tục đi tới trong xào huyệt.